Xin chào tất cả các anh chị đã đến với Hino Vlog. Em là Hồng Phúc, chuyên viên dự án khai thác tại công ty cổ phần ô tô Bình Thịnh. Thì công ty của em tọa lạc tại quốc lộ 13 Thuận An, Bình Dương. Thì công ty em là chuyên cung cấp các dòng xe Hino từ 1.9 tấn đến 15 tấn và đóng tất cả các loại thùng theo yêu cầu của khách hàng. Thì hôm nay thì em xin giới thiệu cho các anh chị về mẫu xe 15 tấn có tại bên em. Thì là đây là mẫu xe FL8 ZW7A, thì là sản xuất và nhập khẩu CKD là từ Nhật Bản. Thì cái cabin này có điều khác biệt với tất cả các mẫu cabin khác, thì là cabin này là được sơn màu xanh trực tiếp từ nhà máy. Thì cái mẫu cabin này thì là chúng em cung cấp tất cả các màu cơ bản như là màu vàng, màu đỏ và màu xanh, thì đó là nêu theo các yêu cầu của anh chị. Như các bạn đã thấy, đây là một logo 500 và cái đây là thiết kế thì rất là quen thuộc như các bạn đã biết. Thì đây là logo Hino được mạ chrome sáng bóng. Đây là mẫu thiết kế và được đặc biệt hơn là nó là thiết kế được sơn theo nhà máy Hino Tô Việt Nam làm màu xanh. Thì đây là cũng như các bạn đã biết thì đây là lô xe cuối cùng FL dài của Hino Tô Việt Nam, vì 2023 thì sẽ có một lô xe Euro 5 mới, nên là các bạn hãy nhanh chân đặt xe và nhận những chiếc xe cuối cùng của nhà máy Hino Tô Việt Nam. Thì đây là em đang ngồi trên mẫu cabin của Hino 15 tấn. Thì một không gian rất là rộng mà thoải mái. Thì như các anh chị đã biết, thì đối với xe Hino 15 tấn thì là xài hộp số rùa thỏ như các anh chị đã biết. Thì là nó sẽ gồm là 8 số tới, 1 số lui và 1 số mạnh. Thì anh chị biết vô lăng và mẫu vô lăng và thiết kế của nhà máy Hino thì bây giờ là đang hai chấu Euro 4, thì nó là tinh tế, đẹp và rất vừa tay của người sử dụng. Dạ, thì như các anh chị đã biết thì về tiện nghi của xe FL thì là 15 tấn bên em thì hiện tại đang có. Thì bên em nhà máy Hino Tô Việt Nam đầu tư cho em là một cái radio và hệ thống là cửa gió điều hòa, thì là được 5 cửa và da thì là bằng nỉ nha anh chị. Thì đối với cái cabin của Hino 15 tấn thì là nó sẽ có giường nằm cho anh chị. Thì đây là giường nằm cho anh chị và thoải mái cho một người nằm và cho các anh tài xế chạy đường dài và sử dụng. Và nó có thêm các hộc chứa đồ, và đây là các anh chị để bỏ các bao da tay lái và các sổ bảo hành bảo dưỡng cho các anh chị này. Và các hệ thống chiếu sáng cho các anh chị khi mà đi vào tối và các trạm thu phí. Thì đó là cơ bản về phần trong cabin xe của xe 15 tấn, thì cho giới thiệu sơ qua cho các anh chị tham khảo. Vâng, thì mà cái phần mà đặc biệt nhất em muốn giới thiệu cho các anh chị về mẫu xe 15 tấn và thùng dài 9460 thì đó là về phần thùng. Thì đây là một cái thùng bên em chuyên để đóng cho các công ty chở bia nước ngọt như bên Pepsi, Ô Long. Thì về thiết kế thì là mẫu thùng này là dạng chở pallet, thì là bên em thiết kế cho khách hàng. Đây là bên em là sử dụng bận nhôm cao cấp dùng cho xe này, và trụ là bên em làm trụ sống cho khách có thể tháo ra và cho thuận tiện đưa pallet vào bên trong. Còn về thiết kế xung quanh thì là chúng em làm bằng biên, tất cả là bằng inox 201 sáng bóng cho các anh chị như các xe Lâm Đồng, Chợ Râu. Còn về cản thì chúng em làm cản phi để cho nó có tính thẩm mỹ và bảo vệ an toàn cho phần khung xe và chassis. Thì đây là thùng nước ngọt bên em chuyên đóng. Thì về kích thước tổng thể của nó thì là chiều dài là 9m460, chiều ngang là 2m350 và chiều cao là 2m150. Thì bên em chuyên thiết kế thì đối với các dòng là chở nước ngọt thì là sẽ sử dụng pallet. Thì là bên em sẽ dùng một cây buông là 40-40 để làm cách hàng từ mí vào là 20cm, để cho khách hàng khi mà chất pallet lên thì pallet nó sẽ nghiêng vào bên trong, thì là sẽ chống xô pallet trong quá trình di chuyển. Và tiếp tục là cái phần khung xương, thì đây là người ta gọi là phần khung xương cá. Bên em chuyên thiết kế để cho khi mà mình chất các kiện pallet lên thì giữa hai kiện pallet hai bên họ nó khi mà trong quá trình di chuyển thì nó sẽ không kiểu mà xô lệch pallet và nó tránh trường hợp và va vào bẩn. Thì đó là cơ bản về hai chi tiết đặc biệt trên xe và để em giới thiệu với các anh chị. Còn phần về thùng thì về chiều dài thùng thì 9m460,
thì là sẽ bên em thiết kế thì một kiện pallet thì nó sẽ ngang là được 1m2 và dài là 1m6. Thì bên này là khách hàng đã bên em thiết kế đỡ vừa trụ từ trăm trụ thứ nhất đến tâm trụ mà thứ ba, thì chúng em làm là khoảng cách là 5m là để cho nó vừa kiện pallet vào và phù hợp cho khỏi bị xê dịch pallet khi trong quá trình di chuyển. Thì theo nhu cầu của khách hàng thì khách hàng chở hàng nước ngọt nên là về cái thùng này thì khách hàng yêu cầu về làm là inox chắn sóng. Thì về inox chống sóng để mà tránh trong trường hợp mà khi uống nắng thì nó sẽ bị xé mép, thì bên em làm cho khách hàng là inox 430 2mm và sử dụng là mối hàng cách nhau để khi mà trong quá trình mà chở hàng nặng thì nó có thể là giãn nở ra và nó bền hơn cho khách hàng. Thì đây là trụ sóng như bên em làm cho cái dễ khi mà thao tác mà vận chuyển pallet thì là có thể tháo ra và rút vào, là cho các anh chị trong quá trình thực hiện đưa pallet vào thì nó sẽ dễ dàng hơn cho các anh chị. Thì như các anh chị đã biết thì đối với khách hàng này thì là đây là mẫu thiết kế đặc biệt cho khách hàng công ty Pepsi. Thì đây là cái mẫu xương cá khi mà chiếc xe mình thì luôn luôn thiết kế là nó sẽ nghiêng về trước. Khi mà mình chở hàng hóa thì khi mà xe mình thắng á, nó sẽ dồn tất cả pallet về trước. Thì đây là cái thiết kế riêng cho khách hàng để khi mà khách hàng chở pallet thì trong quá trình mà pallet nó xô về trước thì nó sẽ không va vào cái vách trước của cái thùng, sẽ gây hư hỏng thùng. Thì đây là cái thiết kế đặc biệt của bên em. Thì đối với chiếc xe này thì là chúng em thực sự là thiết kế cho khách hàng cái một sự tinh tế nhất, cho các khách hàng vừa lòng nhất. Thì bên em sử dụng cho các khách hàng là cái vách trước bằng inox giật gân 5 chùm. Và kết hợp với vách trước đó thì bên em sử dụng là cho khách hàng là thêm một cái máng nước để khi mà trong quá trình mà khách hàng rửa sàn thì nó có thể là nó thoát nước và nó cắt cặn bẩn trong quá trình xe cát đất nó rơi trên sàn á, thì nó sẽ được thoát xuống dưới này để nó không gây mà trong quá trình mà xước hết cả cái sàn như vậy. Thì đặc biệt đến với cái xe chở bia thì là những kiện hàng như là về thùng nước ngọt là bằng giấy hoặc là tất cả là bằng khổ, bằng chai thì là sẽ cần một cái sự là tránh khỏi thời tiết là mưa. Thì bên em là sử dụng là bạc ba mảnh và gọi là bạc rây lùa. Thì dùng bên em may bạc thì với bạc này thì là bạc theo tiêu chuẩn của Hàn Quốc và được ép nóng và có may cắt khuy rất là chắc chắn. Thì đây cho các anh chị đã xem, đây là phần bạc của chúng em. Thì như các anh chị đã biết thì đối với mẫu xe 15 tấn như thế này thì bên em chuyên thiết kế và đóng cho khách hàng với một cái sự là yêu cầu khách hàng và một cái gọi là về cái sở thích của khách hàng. Thì bên em sử dụng tất cả các viền bo bằng inox và dập định hình chắn rất là đẹp. Thì đây là cái phần về cản, thì bên em dùng là cản inox dập lá me. Và phần trên khung bao đèn thì là chúng em cũng là dùng inox 430 và chắn sóng. Thì về phần cái cản và cái phần khung đuôi đèn phía sau này, tuy giá thành nó rất là rẻ nhưng mà về thiết kế thì nó rất là về kiểu rất là đẹp và tinh tế cho các anh chị sử dụng khi trong quá trình mà di chuyển trên đường. Thì về cái phần em nói thêm một phần nữa, thì về phần đuôi của chiếc xe Hino 15 tấn này thì khách hàng có nhu cầu mà đưa hàng vào bên sau thì bên em dùng là dạng mở cửa, mở sang hai bên và tay khóa là dùng dạng mở cửa theo kiểu của container. Thì vâng, xin chào các anh chị. Thì là nãy giờ là em đã giới thiệu về chiếc xe này thì đã dài rồi. Thì là về em nói về chương trình khuyến mãi của chiếc xe Hino 15 tấn này trong tháng 9 này. Thì đối với chiếc xe Hino 15 tấn này, với các anh chị nhanh tay sở hữu chiếc xe này vì đây là chiếc xe của lô xe cuối cùng của Hino FL 15 tấn của bên em. Thì là với chương trình khuyến mãi hiện tại của bên em thì hãy liên hệ với Phúc để được hỗ trợ 20 triệu đồng trên đầu xe cho các anh chị về để phục vụ trong quá trình vận chuyển trong các chuyến hàng Tết. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi và xem. Thì các anh chị nếu thấy hay thì cho một like và subscribe cho kênh Hino Vlog của tụi em và đón chờ em tập tiếp theo. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe.